các bạn đến với chương trình Gương Mặt Thu Thế. Đây là một chương trình rất là gay cấn, căng thẳng, hồi hộp, đấu trí bất ngờ giữa hai đội chủ nhà và đội khách tìm hiểu cuộc sống vợ chồng. Năm chú rể và ba cô dâu, trong số họ sẽ chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn, độc đáo nhưng cũng không kém phần hài hước giữa ba đội chơi. Đội chủ nhà của anh chàng thông minh, tình quái Kiều Minh Tuấn cùng nữ diễn viên sắc sảo Cát Phượng. Đội khách gồm hai thành viên là những người nổi tiếng được nhiều người yêu thích và 8 nhân vật thú vị. Trải qua 3 vòng thi, nếu đội khách chiến thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra đâu là cặp vợ chồng thật sẽ nhận được giá trị giải thưởng của chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 nhân vật. Trong 2 vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ có cơ hội nhân đôi số điểm của cặp đôi đó và nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ giới thiệu thành phần hai đội chơi. Đầu tiên là đội khách, đó là Sĩ Thanh và Lý Bình. Đội nhà hai gương mặt rất quen thuộc, đó là Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Các nhân vật bây giờ chúng tôi đó là 8 thành viên, 5 chú rể và 3 cô dâu. Hai đội có nhiệm vụ tìm ra hai cặp vợ chồng thật. Ở đây thì có 3 cô dâu và 5 chú rể, cũng hơi khó đó nha. Đội chủ nhà trước nào, qua những cái lần trước thì các bạn rút ra được kinh nghiệm gì chưa? Em cũng rút được một số ít kinh nghiệm. Nói tốt với nhau thì ai cũng tươi á, mà nói xấu nhau bắt đầu có những biểu hiện liền, lộ ra liền, bực bội rồi đó. Và cái đó là cái điểm yếu của họ để mà mình bắt mạch. Sĩ Thanh và Lý Bình, bạn có sợ đội chủ nhà không? Không, có gì đâu ngán anh. Lý do gì vậy? Mọi người cùng tới chơi, em cũng tới đây tìm hiểu. Như tới tuổi cũng như gần kết hôn cho nên cũng muốn tìm hiểu những cái cuộc đời sống hôn nhân vợ chồng sắp tới và sau đó người ta sẽ thế nào, cho nên em rất là hào hứng. Nhưng mà khi mà chồng mình có những tật xấu gì em có dám góp ý thẳng không? Em nghĩ là bây giờ thì nam nữ đã bình đẳng rồi. Khi mà đã vợ chồng thì vậy, mình phải trong nhà phải có tiếng nói lẫn nhau. Là khi mà vợ nói chồng phải nghe, chồng nói vợ phải nghe, cho nên là hai người cần có một cái sự giao lưu với nhau để hiểu nhau hơn, cái đó mới mấu chốt rất là quan trọng. Ta nói là đàn ông hay khen vợ, nịnh vợ, không bao giờ dám chê vợ. Bạn có dám chê vợ không? Theo em nghĩ thì sợ vợ không có gì sai hết á. Mình cảm thấy cái điều đó mình làm cho gia đình vui được thì mình làm, thì nhường nhịn nhau chả mất gì hết. Em nghĩ là cứ nói đi, nói đây xây dựng nhau đúng không? Đúng rồi. Cứ giấu rồi bùng nổ nào không hay mệt lắm. Thông qua chương trình này chúng tôi muốn tất cả các vợ chồng hãy xem mình có những cái tật xấu nào mà chúng ta rút kinh nghiệm ha. Rồi, bây giờ thì mời hai đội chủ nhà và khách chúng ta đến với đoạn clip sau đây. Ba người vợ, ba cá tính và ba câu chuyện khác nhau. Yêu chồng hết mực, trong mắt cô, chồng luôn là số 1. Chồng phải là một người tề gia nội trợ, đảm việc nước, giỏi việc nhà. Chồng là một người bạn thân chí cốt, người bạn tri kỷ và là đối thủ trong các cuộc tranh cãi. Hãy đoán xem ai là ai. Đó là những cái tính cách của ba cô dâu đang có mặt ở đây. Nhìn mặt mà bắt hình dong thử xem. Mời ba cô dâu quay mặt ra phía trước. Vị trí A. Vị trí B. Vị trí C. Chồng là số 1 nè. Làm nhũng chồng nè. Chồng là bạn chí cốt. Thử xem mình đoán ba tính cách đó thuộc cô nào. Khó quá. Ủa em không sợ gì mà em. Em cứ nói đi. Ừ. Ok em chuẩn bị nói hôm nay em làm gì vậy? Hả anh Kiều Minh Tuấn? Nếu em nhục chí quá thì em nhường qua bạn kế bên đi em. Nói đi Bình. Sao rồi bộ? Bình thoải mái đi Bình. Dạ. Dạ em xin anh em được nói. Ok. Em đoán đi nha. Tính cách đầu là chồng là chí cốt. Thì em xin được đoán là vị trí B. Chị ở vị trí A. Em cảm giác chị có cái nét gì đó hơi nữ tính, hơi muốn được yêu thương chịu. Ý em nói hai chị còn lại dữ không có nữ tính thôi. Ít hay nhiều hơn. Cho nên em chọn chị A là thích làm đúng với chồng. Còn ở chị vị trí C là coi chồng là số 1. Em cảm giác chị sẽ là một người phụ nữ rất là tuyệt vời trong gia đình. Wow, cảm ơn anh. Sĩ Thanh, em nghĩ chị A sẽ là người là coi chồng là chí cốt. Tại vì em thấy có một cái nét gì đó rất là lanh lợi, nhưng mà có chị cho nên là một người phụ nữ rất là thích nói chuyện. Còn cái người mà hay làm nũng chồng em nghĩ là chị B. Cái một nét đó rất là dễ thương. Vừa nhìn cái là thấy chị làm nũng liền đúng không chị? Là ngay sau khuôn mặt nhìn làm nũng cái em nghĩ là người đó. Còn người còn lại thần tượng chồng em sẽ nói là chị C. Ánh mắt của chị, nếu mà người đó là chồng của chị sẽ là một cái ánh mắt hết sức là yêu thương, thần tượng chồng. Em biết rồi.
Tiếp theo chúng ta sẽ cho ba cô dâu tự giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Xin chào hai đội chơi cùng tập thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Phương Thị Bích. Em 27 tuổi và em là nhân viên văn phòng. Em tên là Tuyết Nga, năm nay em 27 tuổi. Em tên là Dương Thị Hiền, năm nay em 32 tuổi. Rồi cho ba con mấy mặt chú rể đi, khoái coi mặt chú rể. Để xem năm chú rể đẹp trai như thế nào, mời năm chú rể quay mặt ra phía trước. Vị trí số 1. Wow. Vị trí số 2. Vị trí số 3. Số 4. Vị trí số 5. Wow. Ấn tượng chưa? Và bây giờ vòng 1 cửa gương mặt phu thê bắt đầu. Ba cô dâu sẽ lần lượt kể về ấn tượng đầu tiên của chồng. Vị trí A. Cái cuộc gặp gỡ của em và chồng như là định mệnh sắp đặt sẵn ở trước rồi ạ. Em và chồng thì quen nhau qua mạng. Thực ra thì là cái lúc đầu quen chính là bạn trai cũ của em có sử dụng cái Facebook của em để vào bình luận cái bài viết của chồng em bây giờ. Thì chồng em có thấy cái Facebook con gái thì có vào kết bạn. Và sau đó thì hai người còn nói chuyện trao đổi về cái trò chơi game đó. Nhưng mà thực tế đó là bạn trai cũ của em trao đổi thôi. Sau khoảng một thời gian thì chúng em có chia tay. Thì em vẫn tiếp tục nói chuyện với cả chồng em bây giờ. Và khoảng mấy tháng sau thì anh có bay ra ngoài Hà Nội để hẹn gặp nhau. Thì cái buổi đầu tiên gặp nhau thì cũng rất là ấn tượng. Anh ý thì ngoại hình thì trông rất cá tính, nhìn thì trông có vẻ là giang hồ, rồi là tăm trổ, nhìn cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà sau khi tiếp xúc thì là anh ấy lại thể hiện là anh ấy là một người đàn ông rất là lãng mạn và biết quan tâm. Rồi anh ấy có cái giọng nói rất là truyền cảm và em ấn tượng là như vậy ạ. Anh ấy có tài năng gì không? Ôi, cái tài của anh ấy là chơi điện tử, ham mê game, gọi là tài của anh ấy đấy ạ. Theo quan điểm của anh ấy. Vị trí B. Còn thi đại học thì em có được anh trai của em là nhờ gửi gắm là chồng em bây giờ là lo tìm nhà trọ cho em, rồi lên lo cho em đưa rước em đi thi này nọ. Em lên bến xe em nhìn anh ấy, cảm giác ủa sao nhìn thì cũng hiền nhưng mà dáng vẻ bề ngoài gì mà tóc thì để hai mái chảy ngang như là đang trường vậy đó. Rồi quần áo thì sọc sệt, ống len, quần kéo cao rồi không đeo dinh lịch. Nói chung là em nhìn em cảm giác mất hình tượng của dân Sài Gòn. Cái sau thời gian anh ấy đưa đi rước về rồi đưa đi thi rồi em về quê thì bắt đầu về dưới thì em bắt đầu có vẻ như là trái tim em nó rung động rồi. Rung động về cái chuyện quần kéo cao rồi đầu chảy hai mái, rung động về điều gì? Một người hơi bị lạ, không nghĩ là trai Sài Gòn là như vậy. Nó gọi là đọc và lạ đó đúng không? Vị trí C. Nói chung là cái cảm giác mà đến bây giờ mà ngồi đây mà nghĩ đến cái chuyện lần đầu tiên gặp chồng mà em vẫn nhớ nữa. Nhớ lắm, lúc nào cũng nhớ bởi vì đó nhớ như một định mệnh của cuộc đời mình á. Tụi em quen nhau là qua mai mối, khi em là đến tuổi cặp kê lấy chồng rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được ý chung nhân của cuộc đời mình. Thì có người chú ở quê mới giới thiệu cho em. Tụi em gặp nhau qua điện thoại trước rồi, nói chuyện qua điện thoại trước một tháng rồi sau đấy mới gặp. Khi gặp thì trái tim em như bùng nổ luôn. Bởi vì anh mặc rất là lịch lãm. Mà em cứ cảm tưởng đây như là hoàng tử của cuộc đời mình rồi. Bởi vì đôi mắt của anh to mà sáng, rồi rất là quyến rũ. Mà em nhìn người thì thường em nhìn vào đôi mắt thôi à. Gương mặt thì phúc hậu như anh Quyền Linh vậy đó. Em có ấn tượng, rất là ấn tượng về chồng. Khi mà anh nói chuyện thì rất là thu hút người nghe. Bởi vì giọng anh truyền cảm. Giọng truyền cảm nhớ nha. Và em nghĩ là có lẽ đây là duyên mệnh hay sao, bởi vì gặp là thích rồi, như tiếng sét hay tình vậy đó. Và em rất là vui bởi vì cái tiếng sét hay tình đó đã cho ngày hôm nay em đã có chồng. Cảm ơn ba cô dâu đã chia sẻ về tài năng cũng như là ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt. Bây giờ thì năm chú rể, chúng ta sẽ kể về ấn tượng đầu tiên khi gặp vợ mình. Các đội chơi chú ý nghe nha và chú ý nhìn nha. Vị trí số 1. Dạ, xin chào chương trình, xin chào hai đội chơi. Em tên là Trần Quốc Chủ, năm nay 32 tuổi. Vợ của em thì lúc đầu có chat chít trên mạng. Vợ có gửi cái hình qua Facebook, hình có nửa người thì nhìn cũng xinh, nhìn tươi. Nhưng mà lúc mà chính thức hẹn ra gặp mặt á, cái hình tượng tươi ý xinh là không giống như là cái trí tưởng tượng của mình.
là toàn thân thì không có cao cho lắm, cho nên cũng hơi thất vọng. Nhưng mà cuối cùng cũng quyết định là thử xem có cua được câu vợ này hay không. Cứ nhắn tin qua lại, xong rồi cuối cùng thì cũng được. Cuối cùng cũng được ha. Dạ. Hai, cảm ơn anh. Vị trí số 2. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Phú Bình. Hôm nay em 36 tuổi. Cái ấn tượng đầu tiên mà gặp bà xã là thích từ cái nhìn đầu tiên. Tại vì hai đứa cũng đã chat qua mạng xã hội rồi, cũng đã nhìn hình nhau rồi. Nói chung nhìn hình trên mạng cũng thích nhưng mà nghi ngờ lắm. Tại vì bây giờ mấy cô xài 360 độ rất là nhiều. Thành ra là quyết định hẹn ra gặp mặt. Thì khi mà vợ vào Sài Gòn á, là gặp cái là thích liền. Thành với lại thực tế là nó cũng xem nhau. Nhưng mà bà xã là em của bạn thân. Với lại tính của em là nhát gái. Thành ra là em chỉ giữ cái tình cảm ở trong lòng thôi, không dám thổ lộ ra. Vị trí số 3. Tôi tên là Nguyễn Văn Doanh. Hôm nay 33 tuổi. Lần đầu tiên gặp bà xã chả quan tượng gì cả. Tại vì thực tế là tôi là được một người thân mai mối cho. Và khi người thân nói giới thiệu là bảo cô này dễ thương, rồi công việc ổn định. Thực tế lúc đó thì tôi cũng đã có người yêu rồi. Và người yêu của tôi lúc đó rất là xinh, cao gần 1m7, xinh lắm, dễ thương lắm. Và khi cái người thân giới thiệu có cái cô này rất là xứng đôi, cũng hào hứng và không muốn người ta mất lòng, cho nên là cũng xin số điện thoại, có dịp thì liên hệ với cái cô này. Khi mà lấy số điện thoại xong thì cỡ cả tháng mấy, 2 tháng ấy, thì cũng không có liên lạc gì. Và cái một hôm đó buồn thì lấy điện thoại ra và xem, thì thấy cái số này, à mới nhớ ra, thì thử gọi xem thế nào. Tại vì quan điểm là thêm bạn bớt thù, cho nên và hai người đã hẹn gặp, thì tới gặp đúng là vỡ mộng. Vì thực tế khi mà người ta giới thiệu là cô này dễ thương lắm, đầy đặn lắm, nhưng mà tới gặp ấy, người được có như con bắn rồi. Thế nên nếu mà so sánh giữa cái cô này và cái cô người yêu của mình thì thấy nó quá lạnh. Lúc đó khi mà hai người đang gọi điện để gặp thì do là cái khoảng cách nó gần quá. Nhưng mà nếu như mà đứng xa xa một chút thì chắc có lẽ mình quay xe đi về rồi. Nhưng cuối cùng tại sao là anh lại đến với cô vợ mà anh bị vỡ mộng lần đầu tiên gặp mặt đó? Tại vì vào cái năm đó, cái thời điểm gần Tết thì lúc đó là chia tay với lại cô người yêu. Cho nên là lúc đó gần Tết rồi, thấy bạn bè rồi mọi người người ta về quê, mà mình thì ở Sài Gòn, cho nên là nó có lẽ là mình hơi buồn một chút. Đấy, cho nên là bảo thôi liên hệ với cái cô này rủ đi uống cà phê xem thế nào. Và cuối cùng yêu quấy lúc nào cũng biết đúng không? Vì lúc đó em tuổi cũng cao rồi, thấy nó buồn cũng muốn kiếm một cái chỗ cho nó ổn định. Quan trọng là cái tâm hồn và cái sự hiểu biết nhau ha. Cảm ơn anh. Vị trí số 4. Xin chào MC Quyền Linh, hai đội chơi và toàn thể khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Bảo Anh, năm nay em 31 tuổi. Công việc hiện tại của em đang là kinh doanh nội thất. Cái mối tình của em ấy là cũng cho một người chú giới thiệu, thì chú cũng có kêu là có một cô bé này chú thấy cũng được lắm, mày coi trao đổi điện thoại, nếu mà được thì hai đứa có thể là tiến tới hôn nhân. Thì lúc đó thì em cũng chưa có người yêu. Thì khi mà gọi điện thoại á, thì cái cảm giác đầu tiên của em á, là hình dung là cô bé này rất là xinh, mái tóc dài và giọng nói thì rất là hay, rất là ngọt ngào, hai bên có vẻ là rất là hợp nhau. Thì lúc đó là bà xã em có hẹn em gặp mặt, em đồng ý luôn. Thì lúc đi thì em rất là hào hứng, em đi em hình dung ra là người yêu em như nào. Nhưng mà khi tới thì em bị vỡ mộng hoàn toàn. Vì lúc đó nhìn vô người hẹn nhìn như hột mít anh Quỳnh Linh, mà lại nói nhiều nữa. Nhưng mà lỡ vào chào rồi nên là em cũng vào nói chuyện luôn. Trong đầu em nghĩ là chắc là chỉ gặp một lần, không có lần thứ hai. Đó là ấn tượng lần đầu tiên và cuối cùng hai người đã hiểu nhau, đã đến với nhau. Xin mời vị trí số 5. Tôi là Cao Hải Sơn, tôi hiện nay đang làm kinh doanh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ tôi là một cô sinh viên rất là xinh xắn, dáng người hấp dẫn. Và tôi nghĩ rằng là nên thử sức, nhưng mà chưa kịp thử sức thì mời cô ấy đi chơi thì cô lại lỡ đồng ý. Thế là đâm lao là phải theo lao rồi ạ. Cảm ơn năm chú rể. Đây là những câu chuyện rất là thật. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi cô dâu đi. Xin mời. Nhường đối khách đó cưng. Khách hỏi chị hỏi à. Em xin phép được hỏi anh chú rể ở vị trí số 1. Cho em hỏi là trong thời gian anh và chị quen nhau á, thì cái điểm nào làm cho anh cảm thấy chị luôn đẹp, luôn hấp dẫn, luôn làm cho anh cảm thấy anh yêu chị?
để mà sau này anh với chị mới dẫn đến hôn nhân. Đối với em thì ngoại hình thì cũng tương đối thôi, nhưng mà nghe giọng nói rất là ngọt, cho nên thích cái giọng nói của vợ. Đồ chủ nhà, để cho chị hỏi cô dâu vị trí A đi. Chồng em hiện tại bây giờ còn thích chơi game không? Chồng em bây giờ thì hạn chế chơi game rồi, nhưng mà vẫn cái kiểu như là quan tâm tới game là xem trực tuyến trên mạng ấy ạ, chứ còn không chơi game nhiều như trước nữa. Nãy em có nói một cái vấn đề là chồng em vừa nhìn giống như là giang hồ á. Dạ. Thế bây giờ cái ngoại hình ngày xưa với ngày hôm nay á, thì cái gọi là cái giang hồ trong mắt em của chồng em á, nó còn hay không? Bây giờ thì kiểu như là đã bị em khôi phục lại bình thường rồi ạ. Trở về trạng thái ban đầu rồi ạ, nguyên trạng ngày xưa kiểu thư sinh rồi ạ. Chồng em làm nghề gì? Chồng em thì làm chồng em ạ. Hỏi khôn quá sao được. Các cô dâu chú rể chú ý nha, đừng để đối phương lợi dụng khai thác nha. Số 2, vợ chồng trên lệch bao nhiêu tuổi? 4 tuổi ạ. 4 tuổi hả? Em hỏi cô dâu B đi, tuổi tác giữa hai anh chị trên lệch nhau mấy tuổi? Dạ lệch nhau khoảng 5 tuổi. 5 tuổi. Cái gì trên khuôn mặt của chồng chị mà chị thích nhất vậy? Chân mày. Tại sao chị thích chân mày vậy? Tại nó rậm. Nó có rậm mà kiểu anh Tuấn không ạ? Tại vì em thích những người cái chân mày rậm, nhìn nó có gì đó hay hay và có gì đó đặc biệt nữa. Chị thích tính cách gì của chồng chị? Hiền, thương vợ, giặt đồ cho em. Rồi nấu cơm cho em, rửa chén cho em, nói chung là làm nội trợ cho em. Vậy là anh ở nhà là nội trợ, còn chị thì chị không, là... vừa đi làm vừa làm nội trợ luôn. Làm sao mà làm hết được cái công việc đó ta? Thì chiều ta đi về ta làm, đúng không? Vậy em đúng là trong cái phim là em là bà nội của anh luôn á. Hỏi gì nữa không? Cho hỏi bạn số 4 đi. Nhìn bạn thì tôi biết là nhiều khi bạn thích những cái người vợ là dịu dàng, đúng không? Thế thì muốn hỏi là vợ bạn có thường hay nhõng nhẽo với bạn không? Bà xã em tính rất là trẻ con. Bạn thích cái điều đó đúng không? Em rất thích. Rồi hai vợ chồng đó có con chưa? Dạ em mới có 3. Đúng nhau cái ngày cưới. Dạ ngày mùng 6 tháng 1. Nhớ năm không? Hết quyền hỏi. Rút kinh nghiệm đi. Người ta hỏi là ngày tháng năm. Một nội dung mà hỏi thành 3 lần sao được, đúng không? Đội khách. Đội anh chú rể số 2 đi, cái đặc tính mà của vợ anh mà anh thích nhất là gì vậy? Dạ nhí nhảnh. Nhõng nhẽo không? Cái đó là hơi nhiều. Ồ. Anh thấy bực gì cái tính nhõng nhẽo của vợ anh không? Bây giờ thì còn ở trong mức chịu đựng. Cưới nhau được bao lâu rồi anh? Hết quyền hỏi. Thấy chưa? Trước khi kết thúc vòng 1, chúng ta sẽ có một quyền đặt cược. Nếu như đặt cược đúng cặp đôi nào là vợ chồng thật thì chúng ta sẽ được nhân đôi số điểm. Có đặt cược hay không? Nãy em chưa hay gì hết, em thấy chị C là với chú rể số 6 rồi đó. Số 6 ở đâu? 6 đâu? Có sóng gió liền. Làm giật mình. Bây giờ mình có đặt cược hay không? Mình cứ làm bạn... thọ trước đi. Không em, em qua nhà thì người ta chỉ thị sao em làm vậy đi em. Khách mà. Đội khách có đặt cược hay không? Em chưa đặt cược đâu ạ. Dạ chưa đâu. Chưa. Đồ chú nha. Đặt không? Đặt đi, có gì để mất. Thế này nè, tại vì tôi chọn là cô dâu vị trí B và chú rể vị trí số 4. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cơ hội vòng 2 tìm hiểu thêm cho nó chắc hơn. Đặt cược đi. Anh chịu chị được không anh Tuấn? Đặt đi chị. Không, không. Em cũng nghi cái chị B với anh 4 đó. Mình đừng có nói ra ý tưởng của mình, đội kia nó biết. Ủa sao em hơi tàn nhẫn với đội nhà quá ta? Bác đội nhà nói ra hết trong bên phòng. Như vậy là chúng ta không đặt cược của hai đội, đội khách và đội nhà đúng không ạ? Dạ. Tạm biệt quý vị, chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong một vài phút nữa. Chào đón quý vị, các bạn quay trở lại với vòng 2 Gương mặt phu thê. Ở vòng 2 này chúng ta sẽ tiếp tục tìm xem những cái gì thật, những cái gì giả của các thành viên ở đây. Đầu tiên thì các cô dâu sẽ nói một chút xíu về tật xấu của ông xã mình. Nhớ nha, tật xấu nó dễ phát hiện lắm á. Yeah. Vị trí A, bắt đầu. Xin lỗi anh Quỳnh Linh à, chỉ được nói một chút xíu thôi ạ. Em muốn nói sao nói em. Một thôi, còn một. Tật xấu của chồng em chắc phải kể cả ngày mất thôi ạ. Trời ơi, không biết là các chồng, ông chồng khác như thế nào, chứ ông chồng nhà em thì rất là bẩn, bừa bộn. Ông ấy đi làm về mồ hôi như bẩn thế mà. Em bảo đi tắm, ông bảo, ôi đằng nào mai chả đi làm rồi, tắm làm gì, mai tắm luôn. Rồi ông ấy bừa bãi đến mức mà ông đi làm về áo sơ mi ngoài vứt phòng khách, đi vào phòng ngủ vứt quần dài, rồi là mỗi chỗ mỗi phòng một cái quần mấy cái áo khác nhau. Ông chồng em thì còn cái nữa là hay chơi game, xong thậm chí là
xin tiền vợ để nạp thẻ để xem trực tuyến trên mạng á. À. Ông ấy còn cái kiểu như là không có lãng mạn đâu ạ. Những cái ngày kỷ niệm hay là ngày sinh nhật vợ á, nói chung là nhớ nhưng mà chưa bao giờ em được ông ấy tặng hoa, quà cũng chưa được nhận. Mà thậm chí ông bảo, thế bây giờ cô thích hoa gì? Chứ thôi tôi thích hoa bằng tiền. Thế là một lúc sau hoặc là em đi làm là bắt đầu có tin nhắn tít 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 là bắt đầu tiền vào tài khoản. Thì ra là hoa đó à. Mà hai vợ chồng giận nhau hay là có vấn đề gì xung đột á, ông ấy không bao giờ ông ấy chịu nhận lỗi trước đâu. Chứ không phải để vợ giận mấy ngày im lặng rồi chiến tranh lạnh nhau. Ông bắt đầu mới xin lỗi. Xin lỗi thì cũng là bắt đầu gọi điện cho vợ hỏi em ăn gì, hay là bắt đầu về là xách bịch phở hay là gà vịt gì gì đấy. Nói chung là về là mặt te tét cười để cho vợ vui vẻ. Còn gì không em? À còn nữa. Nói ra hết luôn đi. Để hồi tí nữa là tụi anh bắt là phải sửa đổi nha. Nói ra hết luôn. Anh thì ăn rất nhanh. Vợ chưa kịp khởi động ông đã chuẩn bị xong à. Cái vụ này hay rồi nha. Ừ. Ăn rất nhanh. Vợ chưa khởi động. Vợ chưa khởi động mà ông đã xong. Chuẩn bị đang cầm cái đũa lên chùi chuẩn bị gấp. Lại gửi chén ông lên rồi đó. Rồi ông ý thì cái kiểu như là buổi sáng đi làm rất là vội mà vẫn còn nằm nhắn tin mới cả vào đọc báo. Vợ bắt đầu xong tôi hết rồi. Thế anh có đi hay không? Bắt đầu là chỉ trong vòng 2 nốt nhạc là ông đã xong xuôi hết quần áo rồi, là đánh răng gội đầu nhanh lắm. Mà bữa mà bắt đầu giở trò nịnh, hôm nay để anh đưa em đi làm nhớ. Kiểu gì một là mượn xe, hai là xin tiền vợ. Đó. Thế là em bắt bài đấy rồi. Bữa nào mà bắt đầu mình đối xử tốt với mình là mình nghi ngay. Thôi được rồi, như đó đủ rồi. Kể hồi ông bay xuống luôn giờ đó. Vị trí B. Thì nói chung là đàn ông thì không ai mà không ở dơ. Em nói thiệt. Không có nha, tùy theo người nha. Dạ, chứ ngoại trừ anh Quyền Linh. Bệnh có không bệnh? Không, em đâu ngứa đâu. Em ngứa hả? Thấy anh gì vậy? Thì anh ngứa vậy anh Quyền Linh. Hình như anh khó đúng không? Chồng em thì được cái là thương vợ thì, nhưng mà có điều là cái tật vừa bộn mà vừa ở dơ thì nói chung là cũng rất là ghê gớm. Anh đi làm về đi, đã làm cả ngày là đã hôi rồi, giày đã dơ rồi, mà còn vứt một đống luôn, không chịu lau chùi sạch sẽ, rồi không chịu để lên kệ. Rồi ha, có những lúc anh mang vớn đi làm á, anh mang xong rồi anh về, anh cởi ra anh quăng lên giày, anh quăng qua góc luôn, mai anh tiếp tục anh đi làm rồi anh lại mang vô anh đi tiếp. Chồng em là có nhiều vớn, em nghĩ là anh đã thay cái khác rồi, nhưng mà một tuần lễ, một tháng anh làm liên tục như vậy nha, anh không hề thay. Một ngày nọ em lấy đôi giày ra, em cầm chiếc vớ lên, đặt bên trong chiếc vớ là có một con chuột nằm trong đó. Tức là anh ấy ở dơ đến nỗi mà chuột phải chui vô đó nằm, cứ nghĩ là cái ổ của nó luôn đó. Trời ơi, vậy thì dơ quá, người ở chung khó chịu lắm. Vị trí C. Nói chung nếu mà nói về tật xấu của chồng em thì có lẽ 365 ngày không đủ để em nói luôn. Bởi vì chồng em rất là nhiều tật xấu. Anh ấy thì đẹp trai to gì đó, nhưng mà trái lại là anh vô số tật xấu luôn. Tức là có 3 tật xấu tiêu biểu mà em xin kể. Đó là anh ăn rất là nhiều. Ăn sáng, trưa, chiều, tối rồi đó, 12 giờ đêm vẫn dạy quần ăn nữa. Nên em bảo là anh hạn chế ăn đi, về thực ra ăn nhiều sợ lắm, sợ tiểu đường lắm. Đó là một cái tật mà em nghĩ cũng không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà em có khuyên thì anh vẫn chưa khắc phục được. Nữa hả? Dạ, nhiều lắm. Cứ nói đi em. Chồng xấu thứ hai của chồng em là hai khiên hai gái xinh. Ví dụ như mà hôm nay mà anh có mặt ở đây á, anh nhìn thấy hai chị ở đây thì chắc chắn là anh không rời mắt luôn. Bởi vì anh nhìn cái làn da đẹp anh cũng khen, cái eo con kín anh cũng khen, người nào chân dài anh cũng khen. Còn vợ anh thực ra cũng là cái kiểu béo khỏe, béo đẹp, béo phúc hậu chứ đâu phải dạng vừa đâu. Hay ra có vụ hôm nay nếu anh có mặt ở đây anh sẽ khen hai chị. Coi chừng nha, rơi vào bẫy đó nha. Ba cô vợ đã kể xấu về chồng mình một số thôi. Anh nào có tật xấu đó thôi rút kinh nghiệm nha, đừng có xấu như vậy nữa nha. Bây giờ thì các anh chồng, ta sẽ có thời gian biện minh. Nào, vị trí số 1. Trời, nãy em định là chặn ngang luôn rồi đó mà không cho, nên coi cho nghe kể hết luôn. Rồi. Thực ra thì con trai nào có vợ ở dơ thì ai cũng có, không phải kỹ càng hay nhiều thôi, đúng không? Nên anh có không? Đừng buồn nha anh Linh. Ví dụ là ở dơ, không phải là ở dơ nhiều lắm, mà giảng là khi mình đi làm về là mệt thì áo khoác đâu phải là mặc suốt đâu, tới công ty mở ra rồi mặc rồi, mở cỡ ra bôi hám gì đâu. Đâu có hám gì đâu mà cứ suốt ngày cứ đòi là anh phải giặt cái áo đi, anh hôi lắm. Nếu mà anh hôi á tối đừng ngủ chung với anh nha. Đúng rồi. Chính xác. Vợ có tật xấu gì không? Chung là tật xấu thì tật xấu dễ thương chứ không phải tật xấu quá. Thí dụ một cụ thể
nói chung là tật xấu cằn nhằn á. Cằn nhằn mà dễ thương hả? Giống như là hát một bài hát trên bên lỗ tai vậy đó. À, như là đọc rap vậy anh, cứ rap mỗi ngày vậy đó. Còn thứ hai á là quản lý chi tiêu của chồng hơi bị căng. Quản lý chi tiêu cũng là tốt mà, bởi vì nếu mà mình quản lý chi tiêu á thì mình cũng là lo cho chồng cho con thôi. Ở đây đấy là một điều mạnh, thế mạnh của phụ nữ mình đó. Nhưng mà thẻ ATM đưa hết cho vợ cũng gì nữa. Thế anh bảo đưa cho vợ. Cho vợ trong khi anh đăng ký chuyển khoản bằng internet banking thì anh vẫn chuyển bình thường mà, đứa thẻ có giải quyết được gì đâu. Mấy bà vợ quản lý chồng đó là đúng, không ai phủ nhận nó sai. Nhưng nó một mức độ vừa phải thôi. Đúng rồi. Nam giới ra ngoài xã hội chứ. Thằng ông mày phải dùng lên chứ. Giờ cũng mới biết là tụi em phải ra ngoài xã hội giao tiếp này kia kia nọ, chứ đâu phải là ru rú ở nhà với vợ không đâu mà quản lý chặt như vậy. Đừng ai động cho anh ra ngoài đâu. Thôi anh thì chỉ có gọi tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Anh vị trí số 2, anh có biện minh gì nữa không? Bức xúc nãy giờ chứ anh. Ngoài cái chuyện mà giữ ví đó là còn chuyện gì nữa không? Dạ, còn nhiều. Bắt em giặt đồ, rửa chén, nấu cơm chứ không phải là tự nguyện. Là cái thứ nhất. Đó là em làm theo việc mà một cái là miễn cưỡng. Và như em chia sẻ là em yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên. Thành ra là khi cưới về em quan niệm là em sẽ thương vợ, em sẽ lo lắng cho vợ này kia, phụ giúp vợ. Thì khi mà vợ bắt em như vậy em thấy cũng có nhiều cái quá đáng, tay cũng đi làm mà. Cái thứ hai, con chuột chết không phải nó ở trong vớ, không có con chuột nào mà chỗ ấm êm mà chết trong đó. Có thể là ai đó bỏ vô rồi, vô thường rồi đó mà. Nhưng mà có khi nào con chuột đi ngang qua, thối quá cái nó xỉu, chết luôn không? Đó cũng là tình huống, đúng rồi. Khổ lắm, tới tại sao chỗ này thúi quá vậy đó, chết luôn. Nó đi ngang nó xỉu nó sẽ không chui vô chiếc vớ. Em nghi là đây là một âm mưu gì đó. Đúng rồi. Cũng có thể là âm mưu. Phải có người nào đã tác động chứ. Không thể nào mà con chuột nó tình cờ mà nó gần như là giống như thế là sự sắp đặt đấy. Còn riêng vợ anh có tật xấu gì không? Ôi giời ơi, cũng nhiều cái, cũng bức xúc lắm anh ơi. Ví dụ ngoài, ví dụ con chuột chết đó. Không, nhưng mà trước khi nói em phải xin phép anh Cường Linh với hai đội chơi. Rồi xin phép vợ trước. Phải xin phép trước, không có về tối em không cho ngủ chết. Chạy nương tay nè. Sống bừa bộn quá. Phụ nữ trong nhà không có ngăn nắp gọn gàng hết. Cứ bạ chỗ nào là đều chỗ đó. Cho nên là nhìn thấy mình là một người chồng. Khi đi làm về thấy một cái nhà giống như thế là một cái bãi chiến trường vậy. Thành ra là cũng rất chi là bức xúc, nhiều lần nói mà không được. Nhưng biết đâu vợ anh bận quá, con cái, gia đình, cơm áo, gạo tiền nó nhưng anh phải phụ dọn. Em nghĩ thì nó cũng có một cái mức độ, gần như đây là nó lặp lại. Cái thứ hai nữa đó là đánh đoán hay quên. Em nói thật với anh, đang có chuyện với chồng tự nhiên lại ngớ mặt ra, bảo em quên rồi, không biết nói gì. Hồi suy nghĩ một hồi, gãi đầu suy nghĩ một hồi lại mới nói tiếp, thế này thế kia đó. Và cái vật dụng trong nhà thì cái gì để chỗ nào cũng không nhớ, thậm chí là mới để cái vật này ở chỗ cái tủ đấy, xong một cái đi vô một cái đi ra kiếm lại hỏi anh ơi cái đó của em đâu rồi. Không, như cái này tôi nghĩ rằng là anh phải thương vợ anh nhiều hơn, biết đâu là vợ anh nhiều việc quá rồi. Giờ phụ nữ đã sinh đẻ rồi á, vợ đẻ có con chưa? Có chứ, con có rồi. Nhưng mà em cũng đẻ rồi mà chứ cũng có quên gì đâu. Em là đàn ông nó khác. Ai cũng hỏi con em bao nhiêu tuổi đúng không? Con em là em đẻ rồi, em là bố đẻ đúng không? Thế là em đẻ con. Em có mang nặng đẻ đau không? Em cũng đau. Hả? Em đau chỗ nào? Em đau từ tâm hồn đến thể xác. Đúng rồi. Chút xíu người ta đau mà mang nặng 9 tháng 10 ngày để trong giờ chị này. Tận hưởng, chị chịu đựng cái nỗi đau của bọn em thì chị em nói chị chưa trải qua, chị đừng có nói cái nỗi đau của đàn ông không bằng của phụ nữ đâu em. Chị thử chưa? Em khổ lắm hả? Anh phải đau đến tận cùng cơ. Đau thử em chia sẻ nỗi đau của mình khi vợ đẻ đau là gì? Anh nghe một con ngựa đau cả con chồng cũng phải bỏ cỏ. Còn một cái tật xấu của vợ nữa, thấy chưa? Em phải nói không có bức xúc. Thế cái này là xấu nhất trong các cái xấu này. Là hay ghen, ghen cực kỳ ghen. Phụ nữ phải ghen chứ anh. Ôi giời, ghen nhưng mà ghen mức độ thôi anh ơi. Khó chịu lắm. Thậm chí là hạnh phúc là tan vỡ vì ghen anh ơi. Anh thí dụ một cụ thể. Ví dụ em đang nói chuyện với cái cô hàng xóm, nhìn công nhận thì cũng dễ thương. Nói chung cái khoảng cách hai người nói chuyện nó đứng hơi gần một chút. Thế hồi vợ nó ra nó nhìn thấy. Cái hồi là nó vô nó làm đùng đùng đùng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa
là khi em đi ra ngoài đường nhìn ở cái góc độ thẩm mỹ thì thấy ở cái cô đó công nhận là cô nói xinh thật, đẹp thật, thì cũng thỉnh thoảng khen cô và em nhìn cái cô kia xinh không kìa, nhéo này. Mặt thì hình sự này, hầm về không hai ba ngày chả nói câu nào. Thì đúng rồi, anh khen người ta quá trước mặt vợ mình phải ghen chứ. Bạn có bao giờ bạn có bị lầm lỡ những cái chuyện gì chưa để rồi có một cái tì vết đó nhìn vợ bạn mới ghen chứ? Thì nói chung á, lâu lâu cũng quên, vợ có dặn mà quên. Vị trí số 4. Nói chung là vợ em thì rất là tốt, được lòng bố mẹ, được lòng họ hàng, hơi kỹ tính. Nhưng mà cái điều mà em không có thích ở vợ là một cái tính rất là hay ghen. Tức là hôm bữa hai vợ chồng có tranh luận về cái việc nuôi con thì bất đồng quá, hai vợ chồng cũng có cự qua cự lại. Thì lúc đó em bực mình quá, em bỏ ra ngoài, em đi em coi đá banh luôn. Thì em khóa máy điện thoại. Thì lúc đó vợ không biết là đi đâu hết, điện thoại hết cho họ hàng hai bên. Điện cho mẹ bảo mẹ ơi con mất chồng rồi, con mất cha mất tiêu rồi, mẹ ơi chết con rồi. Rồi rủ ăn chay đi tìm quấn ghen. Công việc của em thì cũng có chia sẻ hình ảnh qua mạng nhiều cho đối tác. Thì đôi khi chỉ cần một cái tín hiệu của điện thoại thôi là vợ bắt đầu hát. Đó là một đặc điểm ha. Nhưng mà thưa với các anh cho em xin nói là thực ra thì ớt nào mà ớt chẳng ghen đúng không? Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng đúng không? Nhưng mà biết không, muốn phụ nữ ghen là vì sao? Vì phụ nữ yêu chồng nên mới ghen. Mà khi mà đã yêu chồng rồi ghen, nói chung là tụi em ghen cũng để giữ gìn hạnh phúc gia đình thôi. Chứ có ghen để là làm ảnh hưởng ai đâu. Vị trí số 5. Vợ em thì cũng giống các vợ khác thì thường chê em bẩn. Dạ ghen. Mà bẩn thì thực ra thế này. Sáng dậy em đi làm, em tắm thì có nghĩa là em sạch với nhân loại rồi. Thôi em ngủ. Em ngủ em nằm cách xa vợ, cách xa con, có bẩn ai không? Đúng. Nên nói không thể nói em bẩn được. Chính xác. Em thấy là nếu mà nói thế là em phê bình. Còn nếu mà ghen thì thực ra thì em chẳng theo đuổi ai. Nhưng mà em lại đẹp trai, nhà giàu học giỏi. Nên người ta theo thì làm sao biết làm sao được. Nên là em... rồi. Không phải lỗi em. Rồi, như vậy là năm chú rể cũng đã biện minh và nói chút xíu về xấu của vợ mình. Bây giờ thì... chúng ta sẽ có thời gian hỏi tiếp tục các chú rể, chọn được hai chú rể thôi. Số 5 đi. Quen vợ bạn á, là đầu tiên á, là quen ở đâu? Vợ bạn có hay giữ tiền bạn không? Em trả lời cái câu số 1 trước đúng không ạ? Không. Là quen ở đâu ạ? À. Dạ em gặp lần đầu em ở quán ăn ạ. À. Dạ còn câu thứ hai là gì? Không có câu thứ hai, nãy giờ là hỏi nguyên câu rồi đó. Anh đang gặp gì nào? Không có dấu phẩy, không dấu chấm luôn. Rồi hỏi lại đi, hỏi lại sao? Nè, quen ở đâu, có giữ tiền không? Ok. Quen cái chỗ không giữ tiền. Cái chỗ đấy là không được giữ tiền em vậy đấy. Về nhà mới giữ đúng không? Đúng rồi, chả có gì bảo quen ở đâu giữ tiền mà làm sao chỗ nào mà giữ tiền em được. Giờ đây không có. Anh yên tâm. Anh chồng số 2 ơi. Anh với vợ anh gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Dạ gặp nhau lần đầu tiên ở bến xe. Ủa tại sao mình lại gặp ở bến xe? Dạ tại vì vợ vào Sài Gòn để luyện thi. Em đảm nhận chức vụ là kiếm nhà trọ và chở đưa đón vợ đi không? Là sinh viên tình nguyện hay sao anh? Không, tại vì bạn thân đó nhờ. À. Các bạn cứ khai thác triệt để đi, quyền hạn của mình. Khoan, đừng hỏi gấp gáp nha, không lèo luôn nha. Anh số 1 ơi, cái game anh thường chơi là game gì vậy? Thường chơi game online trên mạng. Tên game đó anh? Tên game thì chắc nói ra không biết thôi. Lâu lắm rồi. Em cũng là tụt thuộc là game thủ dữ dội lắm, anh nói em biết. Em biết gì đây? Chưa có hỏi số 5 ơi. Dạ, em nghe. Ý số 5 rồi đó. Em hỏi số 3. À hai người thôi em. Em hết quyền hỏi người nào rồi. Đây bên đây còn đây nữa. Hỏi hỏi số 5. Dạ. Đẹp trai không phải có tội ạ. Em chỉ hỏi đi ạ. Cái này mái tóc của em nó có bồng bềnh không? Em nói thật với chị, theo nghiên cứu khoa học thì dưới 18 tuổi tóc ai cũng bồng bềnh hết. Thế thì tại sao bây giờ nó lại như thế? Em cắt. Mới cắt xong. Mới đi cắt buổi chiều. Tại sao tóc bồng bềnh lại cắt tóc như vậy? Em thì yêu bóng đá, thần tượng của em là Zidane. Em đá bóng cũng gần bằng Zidane. Nên là em cứ cho thế này cho nó giống. Không được cái giống đá thì cũng được cái đầu. Hết quyền hỏi. Còn ba cô dâu? Hồi nãy em có nói là lần đầu tiên mà gặp chồng em á, là anh ấy phải bay tới Hà Nội để gặp em. Thì là ấn tượng đầu tiên là ảnh xăm nhiều hả? Có lầm lì lì không? Nhìn ngoại hình thì cũng lầm lì đấy, nhưng mà khi mà tiếp xúc á thì anh ấy nói cũng nhiều rồi,
Vâng, hoạt bát rồi là kiểu cũng biết quan tâm rồi tạo cái không khí vui vẻ thì cũng ấn tượng đầu tiên. Vậy là bây giờ là lấy nhau rồi, hai vợ chồng ở đâu? Hai vợ chồng nhà em ở nha. Không, em nói là ở nhà. Sài Gòn là Hà Nội. À, dạ, nhà em ở đây ạ. Cô dâu bê, chồng em có hay ăn hiếp em không? Dạ, chút ít thôi à. Chồng em mê đá banh không? Đàn ông thì ai cũng mê đá banh mà chị. Nhưng mà quan trọng là ít hay nhiều. Mê đến nỗi mà bỏ vợ con có nhiều cái chồng đá banh không thể nào bỏ được. Ừ, vậy không? Bỏ đá banh được chứ bỏ vợ chắc không đâu. Hỏi chị Xê đi, nãy giờ chị Xê chị hỏi chị, chồng chị có phải thuộc tiếp người nói rất là nhiều, lý luận rất là nhiều? Dạ đúng rồi, chồng em nói nhiều. Anh nói nhiều mà khi mà anh nói rất là hài hước, vui vẻ. Ừ, hài hước và cái đó làm chị thích. Đúng, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Cho nên anh hàng ngày anh cũng hay téo lắm. Mình cảm thấy rất là vui khi mà nói chuyện với chồng. Có hay cằn nhằn em không? Cũng hay cằn nhằn lắm anh. Mặc dù dưới ánh mắt của nhiều người thì em là người vợ đảm đang đó. Nói chung em cũng thấy em là người vợ hoàn hảo đấy chứ. Mà dưới mắt của chồng mình vẫn chưa hoàn hảo. Cằn nhằn hoài. Một ngày 24 tiếng thì khi mà về đến nhà có 6-7 tiếng cằn nhằn. Chị có khi nào tranh cãi mà vì chồng chị nói quá nhiều, anh tận dụng những cái hài hước, những cái lý luận lý lẽ của anh nói với chị mà làm cho chị cảm thấy chị mệt mỏi? Chị ước gì ngày xưa chị không quen ảnh gì vì cái tính nói nhiều của anh không? Không, bởi vì mình rất thích những người mà nói nhiều nhưng mà hài hước, vui vẻ. Kể cả trong lúc tranh cãi nhau mà anh nói nhiều, anh nói tới chị mà chị không thể nói được nữa luôn á. Mình đâu cũng phải đâu là dạng vừa đâu, mình cũng là nói nhiều mà. Hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cược hay là không đặt cược. Nếu đặt cược, số điểm của các bạn nhân đôi. Mời đội khách. Bây giờ em cược đi. Mình sẽ cược cặp nào? Em chọn chị A và anh số 5. Chị A và vị trí số 5. Tại vì em nghĩ những cái yếu tố mà hai anh chị nói với nhau có sự gắn kết. Và một cái phát hiện em nghĩ là ảnh sẽ là người thích, rất là thích chơi game cộng vào bóng đá. Chơi game riết mà rụng hết tóc. Kiểu thích chơi. Với lại một phần nữa em thấy hai khuôn mặt có một điểm gì đấy nó giống nhau. Thường người ta nói phu thê hai khuôn mặt nó có những cái nét nó giống nhau thì em thấy hai. Nhưng mà em phải nên nhớ cái bạn A hồi nãy có nói là chồng là Sài Gòn bay ra đúng không? Nhưng mà em nghĩ là chị người Bắc thì anh cũng có thể xác suất người Bắc cũng rất là nhiều. Có thể là làm việc từ Sài Gòn bay ra Bắc cũng được. Rồi, bạn quyết định cò cược A và 5. Nếu đúng các bạn sẽ có 4 điểm. Mời đội chủ nhà. Em sẽ đặt cược là cô dâu ngồi ghế B và chú rể số 2. Tại vì ý của các bạn đưa ra rất là trùng hợp. Ví dụ như là gặp nhau bến xe là em gái của bạn thân. Người vợ đó là ấn tượng đầu tiên là chồng mình á là để tóc hai mái. Thì hồi nãy màn hình đó, cái anh số 2 á, ngày xưa để hai mái luôn. B và 2. Như vậy chúng ta đã chọn ra hai cặp đôi để cược. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta nghỉ giải lao vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại và nối tiếp vòng 3 của Gương Mặt Phu Thê. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 3 của Gương Mặt Phu Thê. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn một cơ hội nữa để tìm một cặp đôi tiếp theo là vợ chồng thật. Bằng cách là các bạn sẽ mời một đối tượng nào đó mà các bạn đoán đó là chồng thật của một cô nào dưới đây. Bất kỳ điều gì, có thể là tặng món quà, có thể nói lời yêu thương, có thể là một lời xin lỗi, hay là một lời gì đó thật là ngọt ngào trong tình yêu chẳng hạn. Mời anh Tuấn làm tiếp đi. Mời số 1. Dạ. Mời anh xuống đây. Anh chọn một món quà mà anh muốn tặng vợ anh. Hoa trắng vậy hả? Anh có muốn nói gì với vợ mình á? Nói với lại cô dâu A. Cầm đi. Lần đầu tiên anh tặng hoa cho em đấy. Vợ mình muốn là nói một lời yêu thương mà nào giờ chưa từng nói. Ai lắp vô không? Không, ngắn gọn quá. Thật sự trong lòng mình muốn nói gì? Hồi nãy mình nói xấu vợ nhiều quá, mình có thể xin lỗi vợ về những điều đó. Thì nói hồi nãy nói vợ là thì nói nhiều đúng không? Nói nhiều. Ừ. Nói xấu tôi nhiều đấy.
bớt nói lại ha. Chào cô gắng. Hết rồi hả? Dạ, không biết nói gì luôn anh ơi. Trời ơi, cuộc đời sinh ra được cái đẹp trai hết vậy hả? Nói chuyện dở lắm anh. Mà bây giờ mình phải tập, tập nói những lời yêu thương. Đó, em đứng lên đi em, đứng lên. Chắc qua chương trình này thì sẽ thay đổi ha. Thay đổi bớt ở giờ. Chỉ mua thế thôi à? Anh không phải thay điều nhiều ấy. Mua gì nữa? Thôi để về em nói. Em là thấy nó đúng đúng. Đúng đúng. Nó ngại ngại, giống như là mới cưới phải không em? Có được nửa thế kỷ thôi anh ơi. Trời ơi, sao em hợp với ông số 5 quá vậy? Thôi chừng số 5 tôi nghi lắm nha. Em chả thấy gì cả. Khó quá. Em muốn anh số 5 đi. Số 5 này vui lắm. Có ổng làm cái gì? Sao nãy nó không chọn? Anh lỡ miệng. Không, em muốn anh chú rể số 3. Mời anh bước xuống vị trí những cái món quà đó. Anh chồng muốn quà nào đó mà anh nghĩ là vợ anh thích nhất. Anh tặng và nói những lời ngọt ngào và yêu thương nhất cho chị C. Xin lỗi em, hồi nãy anh có nói những cái lời nó thực tế quá, có khi nó phũ phàng, cho nên là em bỏ qua cho anh. Vâng, cảm ơn anh, em sẽ bỏ qua cho anh. Sao ai cũng đơ hết rồi nhỉ? Kiểu như mọi người không biết là diễn quá hay hay là quá đơ nữa. Em thấy nó sai, kiểu như là em không thấy được cái ánh mắt của chị Sen rạ người hạnh phúc khi mà thấy chồng kế bên cầm bó hoa. Thấy nó thật không? Thấy nó ngượng thôi, chị em thấy nó thật. Đây là cái cuộc đấu trí phải nói là căng thẳng giữa hai đời và tám nhân vật của chúng tôi. Nhức đầu quá. Em có vài option cho mình nhưng mà em đang tìm phương pháp loại trừ ra. Rồi, chúng ta sẽ có 30 giây để đưa ra quyết định của mình. Cặp đôi vợ chồng thật thứ hai. 30 giây, bắt đầu. A1 đi. Cái cặp tặng quà nhau thấy dễ thương lắm. Cặp nghĩ là sao? Cặp nghĩ là cặp nào? A với Năm với A với B. Còn khi mà tự nhiên nhắc đến là A với Năm á, tự nhiên A rất là khó chịu. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Kết quả là đội chủ nhà sẽ chọn cặp đôi thứ hai, vợ chồng thật là A1. A1 vẫn giữ vững như ý kiến ban đầu. Dạ. Yeah. Và đội khách là em chọn chị B và anh số 2, giống như đội của anh Kiều Minh Tuấn. Hay. Trời ơi, anh đừng có ấy. Thở phào nhẹ nhõm. Mệt tim. Chúng ta vừa trải qua một cái thời gian đấu trí phải nói rất là căng thẳng, suy luận cũng như là truy quyết liệt các thành viên của chúng tôi. Hai đội chơi cũng đã quyết định, thưa quý vị. Đội chủ nhà và đội khách, hai ý kiến cũng khác với nhau. Còn bây giờ là lúc chúng ta công bố hai cặp đôi là vợ chồng thật, họ sẽ là ai? Yêu cầu ban tổ chức cho và viên thuốc trợ tim. Rồi, đi. Rồi, bây giờ bắt đầu căng thẳng. Chúng ta sẽ đến với cô dâu thật đầu tiên. Xin mời. Chết tôi rồi. Một trong hai cô dâu. Đứng lên. Đứng lên nè. Cô dâu này là cô dâu thật đâu? Sao ai cũng nhộm vậy? Vị trí A. Yeah. Ủa em có luôn hả? Em có đó. Mới có thôi, chưa biết là ai mà. Nhưng đó là anh thứ năm tôi xỉu. Cái này giống giò sổ số quá. Được một số rồi. Cô dâu thật thứ hai đứng lên. Trời ơi. Cô dâu B làm giật mình đúng không? Cũng đứng dậy nhưng mà ngồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem chú rể nào là chú rể thật của hai cô dâu này. Thôi rồi.
Thua hết, chẳng tay. Chúng tôi sẽ mời tất cả các chú rể đứng lên. Trong số họ, ai là hai chú rể của hai cô dâu này? Chú rể đầu tiên, từ phía này đếm lại, ai là chú rể thật bước xuống? Nhổm nhổm nữa. Đào nữa. Đào xe ba. Chưa biết của chú rể của ai cả. Mới có một chú rể thôi, còn một chú rể thật nữa là ai? Quý vị cũng đang đoán và hai đội chơi cũng đang đoán, khán giả ở đây cũng đang đoán. Chú rể tiếp theo là chú rể thật là chú rể nào? Bước xuống. Áo quá. Đừng cho tôi nhìn, tôi muốn nhìn. Tôi đứng quá nè, tôi đứng. Tôi nghĩ là này, em đứng này. Em đứng đây đi. Tạm biệt chị, em xuống đây. Ai vậy? Anh ông thắng em, anh ông xe ba. Trời ơi, nghe lời ông mày sai đi sao? Em đã hai cặp này, hồi nãy em thử mà sai. Nhưng mà chưa biết của ai mà. A năm á. Nè nè, bây giờ cường luôn không? Tôi nói là A ba. Không, A năm và C ba. Em tức quá, hồi nãy lúc mà em chọn C ba mà hai anh chị diễn đơ quá lẹo không chọn nữa. Em bị lừa à? Mình bị lừa dữ lắm em ơi. Bức xúc quá. Và bây giờ ta sẽ biết thật đây. Cặp đôi vợ chồng thật đầu tiên, hãy đến nắm tay nhau và ôm hôn. Lấy nắm tay chị nè. Thấy không C ba? Ôi. Thấy chưa? Đúng không? Hồi nãy em chọn hai cặp này, em chọn hai cặp này. Ủa rồi nãy có ghi không? Nãy có ghi không? Ghi anh ghi không? Ghi có ghi xe ba không? Đây. Rồi nãy em ghi gì? Không, nãy con vừa nói xin năm. Nãy em ghi xe ba. Bye bye ơi. Sao? Đội chủ nhà thấy như sao? Nè, tức không, bởi vậy em không cho em quyền quyết định nữa anh. Em sẽ không cho quyền quyết định nữa. Nói được giọng nam hả? Dạ không ạ, em bị ngạt mũi anh. Trời em tức. Em thua là tại anh Tuấn. Cái em gì? Em tức lắm. Hồi nãy em đã thử cặp này rồi. Tức là em trong đầu em đang nghĩ cặp kia là chính xác. Và cặp này. Cái này diễn diễn, diễn nó hay, hay quá. Đạt quá. Lơ quá thì em chọn cái phương án kia. Nếu tôi sẽ chọn cặp đôi này. Và cặp đôi này rất là rõ luôn các bạn. Bởi các bạn chú ý hơi thiếu chút xíu về tâm lý thôi. Còn cặp đứng giữa này thì không chọn, chọn cặp khác. Bạn cảm nhận thế nào? Dạ em cảm nhận là không vậy là em lừa hay thiệt. Như vậy là kết quả chung cuộc vẫn chưa có đội nào chọn đúng hai cặp đôi vợ chồng thật. Số tiền thưởng thuộc về 5 chú rể và 3 cô dâu.